Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, nhận được thông tin hơn 100 công dân Cao Bằng trở về từ các tỉnh miền Nam đang thực hiện cách ly tập trung tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh đoàn đã thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Triệu túi an sinh được đơn vị triển khai từ đầu tháng 8. Khi món quà được trao đến tay những người dân đang gặp khó khăn, thì ý nghĩa của nó lại được nhân lên, mang đến cho họ những tình cảm ấm áp, an tâm thực hiện cách ly theo quy định. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những tình cảm đặc biệt từ hoạt động này. Những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình của gia đình anh Hoàng Văn Sùng, chị Hoàng Thị Và. Nhìn những hình ảnh này, ít ai biết được câu chuyện về quê đầy gian truân của hai vợ chồng trẻ. Cách đây hơn một tuần, họ đã cùng nhau vượt quãng đường dài gần 2.000 km từ tỉnh Bình Dương về Cao Bằng. Vợ chồng anh Sùng có hai người con, một bé năm nay đã 12 tuổi và một người con chỉ mới tròn 15 tháng tuổi. Thế nhưng, cả gia đình đã di chuyển bằng xe máy suốt 5 ngày đêm để về quê. Anh Sùng, chị Và là người dân tộc Mông. Trước đây, do cuộc sống khó khăn nên đã quyết định vào tỉnh Bình Dương để lập nghiệp. Nhưng không may, đi làm được 3 tháng thì công ty có trường hợp bị nhiễm COVID-19. Công ty cho công nhân cách ly tại phòng. Không có việc làm, không thu nhập. Lâu ngày, số tiền anh chị có được cũng hết. Không có tiền, thiếu lương thực nên khi biết thông tin có đoàn công nhân về quê, anh đã nhanh chóng đăng ký đi theo đoàn. Về đến Cao Bằng, gia đình anh được đưa đến thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa để thực hiện cách ly tập trung. Sau nhiều ngày di chuyển vất vả, thiếu thốn, nhận được món quà của tỉnh đoàn, anh rất xúc động. Khi được đặt chân đến đất Cao Bằng, hai vợ chồng tôi rất vui như là được về đến nhà vậy. Cuộc sống tha hương thật khó khăn, không đơn giản như mình nghĩ. Đi làm lương được 6 triệu đồng, mà tiền phòng trọ đã mất 2 triệu đồng. Cả tháng tiền đi làm cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Nhận được món quà này thật sự rất vui mừng. Mong mọi người đang thực hiện cách ly ở đây, ai cũng được nhận quà để cùng nhau vượt qua những tháng ngày này. Khi biết được thông tin có công nhân trở về từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, tỉnh đoàn Cao Bằng đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhằm chia sẻ động viên người dân an tâm thực hiện cách ly. Tại đây, 118 suất quà đã được trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được những lời hỏi thăm từ cán bộ đoàn, họ rất cảm động. Có lẽ những lời động viên đã tiếp thêm động lực cho họ ở thời điểm này. Những công dân đang thực hiện cách ly tại đây chủ yếu quê ở các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An, Nguyên Bình. Mỗi người một địa phương nhưng họ coi nhau như anh em trong nhà, đùm bọc nhau, cùng nhau vượt qua hàng nghìn cây số để trở về quê. Đến Cao Bằng, các công dân được cách ly tập trung để theo dõi tình trạng sức khỏe. Tại đây, bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, rất may kết quả đều âm tính. Thế nhưng, công tác chăm sóc sức khỏe vẫn được các y bác sĩ đặt lên hàng đầu. Tất cả được đo thân nhiệt và hỏi thăm sức khỏe mỗi ngày 2 lần. Mỗi đợt sẽ trực 15 ngày. Xa nhà có nhiều nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm, nhưng các cán bộ đang làm nhiệm vụ tại đây luôn vững tin, vui vẻ. Bởi niềm vui của những chiến sĩ áo trắng là được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Là cán bộ y tế là trong công việc là của tôi là về vấn đề sức khỏe và chăm sóc những công dân ở trong này về vấn đề sức khỏe là ốm này, rồi đi đo thân nhiệt hàng ngày và dọn vệ sinh trong khu cách ly. Và chúng tôi là trong lực lượng y tế là trực mỗi lần 2 người, 15 ngày một lần. Không phải chỉ là riêng tôi mà cả tất cả các cán bộ ở trong khu cách ly đều là vui mừng và chúng tôi là cũng vui mừng thay là do tất cả các công dân cách ly ở trong này là đã có tỉnh đoàn đến tặng quà và quan tâm đến tất cả mọi người dân. Những phần quà này là không chỉ là cho về vấn đề tinh thần
mà là còn giúp đỡ những phần nào cho những công dân là từ trong miền Nam, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước về là giúp đỡ họ là được phần nào về phần kinh tế, tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe thì việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho những người đang thực hiện cách ly cũng được các cán bộ ở đây đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo cho các bữa ăn chu đáo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động lực lượng dân quân của địa phương tham gia phục vụ nấu ăn. Các suất ăn được chia đều, đảm bảo theo tiêu chuẩn, khẩu phần trong một ngày. Anh Hà Quảng Tân, cán bộ phụ trách công tác hậu cần tại khu cách ly. Anh luôn sát sao trong từng bữa ăn của công dân. Anh thường xuyên có mặt, đôn đốc, kiểm tra từng khâu chế biến thức ăn. Anh tâm niệm, làm bất cứ công việc nào phải có tâm, lấy cái tâm của mình để phục vụ nhân dân. Nhất là khi cả nước đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19, được góp sức của mình là trách nhiệm của mỗi người chiến sĩ. Bản thân tôi được phụ trách, được đơn vị phụ trách về cái mặt hậu cần và công tác ăn uống này, bản thân tôi luôn mong cái tâm của mình và nhiệt tình và tạo mọi điều kiện và một lúc mọi nơi để thay đổi các món ăn để kịp thời, để đúng đủ tiêu chuẩn định lượng, bảo đảm về 80.000 cho một người trên ngày ăn uống theo mức quy định của nhà nước và chính phủ quy định. Trong thời gian này khó khăn đang dịch bệnh như thế này, bản thân cũng động viên anh em là cố gắng hết sức tinh thần để làm nấu cơm các thứ, nấu cơm này các thứ để bảo đảm tiêu chuẩn ăn uống cho công dân cách ly này đủ tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe để vượt qua cái dịch bệnh. Hoạt động thăm hỏi tặng quà các công dân đang thực hiện cách ly tại thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa là hoạt động nằm trong chương trình Triệu Túi An Sinh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Để cụ thể hóa chương trình này, ở Cao Bằng, tỉnh đoàn đã phát động chương trình Sản vật biên cương gửi yêu thương đến miền Nam ruột thịt. Trên tinh thần, ai có gì thì góp nấy, đơn vị đã nhận được hơn 1 tấn gạo, 1,5 tấn bí xanh, bí đỏ, 1,7 tấn bún khô, 321 kg miến. Qua chương trình, những chuyến xe san sẻ yêu thương đã lăn bánh, đưa lương thực đến người dân tỉnh Tiền Giang, địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19. Từ tấm lòng của các hội viên, một phần kinh phí của chương trình được trích để hỗ trợ người dân khó khăn, những người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày qua, có rất nhiều công dân Cao Bằng trở về từ các tỉnh vùng dịch ở phía Nam. Phần lớn họ di chuyển bằng xe máy, có những người mang theo cả con nhỏ, vượt qua chặng đường hàng nghìn cây số để trở về quê hương. Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn vất vả của những người lao động xa quê. Trong khuôn khổ của chương trình Triệu Túi An Sinh, chúng tôi đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 118 người lao động từ miền Nam trở về, hiện đang cách ly tập trung tại khu cách ly thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái của tuổi trẻ trên quê hương Cao Bằng với những người lao động bị gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là họ là những người đồng hương, những người cùng sinh ra và lớn lên trên quê hương Cao Bằng. Qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, cùng chung tay cả với cả nước và tuổi trẻ để quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân, tương ái của lực lượng đoàn viên thanh niên. Mỗi túi an sinh, mỗi phần quà được chuyển tận tay người dân là sự quan tâm, chia sẻ, giúp họ vượt qua khó khăn trong những ngày cách ly. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định rằng chương trình Triệu Túi An Sinh đã và đang phát huy tốt hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Cao Bằng không chỉ chăm lo đời sống mà còn tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chia sẻ yêu thương rộng khắp trong cộng đồng với mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 khi những tấm lòng cùng nhau nhìn về một hướng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn tổ chức,
Thời gian qua, tuổi trẻ Cao Bằng đã tích cực tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Trong phần cuối chuyên mục, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị kế hoạch tổ chức cuộc thi này. Đối tượng tham gia cuộc thi dành cho tất cả các đoàn viên, hội viên thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi. Nội dung thi bao gồm Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện Đại hội 13 của Đảng, báo cáo chính trị tại Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa 12 và một số nội dung khác về đại hội. Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hình thức và thời gian thi. Đối với cấp huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai vòng thi tuần thông qua app Thanh niên Việt Nam. Vòng thi tuần được diễn ra trong 5 tuần với thời gian như sau. Tuần 1 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021. Tuần 2 diễn ra từ ngày 27 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021. Tuần 3 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021. Tuần 4 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021. Tuần 5 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn 5 thành viên có số điểm trung bình các tuần đạt trên 80 điểm trở lên thành lập đội tuyển để tham gia vòng thi đội tuyển, bán kết và chung kết. Thời gian thi dự kiến diễn ra các vòng thi. Vòng đội tuyển từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Vòng thi bán kết tổ chức vào ngày 22 tháng 11 và 24 tháng 11 năm 2021. Vòng thi chung kết tổ chức vào ngày 10 tháng 12 năm 2021. Cuộc thi là một trong những phương thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần đưa nghị quyết Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong đoàn viên thanh niên cả nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đến thời điểm này, các đoàn viên thanh niên đã hoàn thành 4 phần thi tuần, đang thực hiện vòng thi tuần thứ 5, chuẩn bị bước vào vòng thi đội tuyển. Những kết quả của vòng thi tuần và vòng thi đội tuyển sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục tuần sau. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Thanh niên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.